Dạ em Lê Ngoan, xin thay mặt cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Nông Thốt Nốt Cần Thơ gửi đến quý bà con gần xa mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thì ngày hôm nay em đến vườn của chú Sáu Chớp ở Thốt Nốt Cần Thơ mình luôn ha. Thì để chú Sáu giới thiệu cái chỗ cái nơi của chú đi, rồi để em sẽ chia sẻ thêm về cái kỹ thuật mà tụi em đã làm cho chú là trong cái năm rồi và hơn đến hôm nay luôn. Thì em cũng vẫn làm để bà con mình gặp gỡ chú ha. Dạ, con xin chào chú. À, chú giới thiệu cho con cho bà tôi con mình biết là cái tôi tên và cái địa chỉ này ở đâu. Phạm Văn Chớp, 70 tuổi, ở Gành Mương Châu, ấp Phú Một, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Mấy năm rồi thì tôi xài phân thuốc của Ngọc Nông, cũng nhờ mấy chú kỹ sư hướng dẫn. Rồi thì năm nay thì con cũng tiếp tục lên đây để anh em con là con chỗ thì cũng đến đây để tiếp tục hỗ trợ chú. Thì để con nói rõ hơn cái quy trình hả chú ha, để cho nó dễ, để chú nhiều khi chú nói rồi cái rồi chú con nói rồi để chú sống mình tương tác nhau. Dạ thưa bà con, thì trước đó thì để cho nó có một cái sầu riêng mà nó được bông ra như ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho bà con như thế này. Đầu tiên là em cho xiết nước. Xiết nước xong rồi bắt đầu là em cho là chú Sáu á là mình gãi, thường thường thì bà con mình xài cái lăng, gừng gãi lăng. Thì nhưng bên em thì em đi ngược lại, em vẫn cho cũng là lăng nhưng mà em cho là lăng nước. Lăng này là cái canh lăng 98 của cửa hàng Ngọc Nông ha bà con ha. Thì em cho cái canh lăng đó là 20 lít. Em cho xử lý là 70 cây. 70 gốc như thế này. Đó, thì sau khi chúng ta xử lý cái lăng thì đợi khi cái lá nó lùa lụa xuống thì bắt đầu tụi em tiếp tục cho chú Sáu mình xử lý vấn đề là phun trên lá là để tạo mầm. Thì cho em cho xịt những cái sản phẩm như tạo mầm thì bà con cũng biết rồi, thường thường thì 10-60-10 MKB đó. Thì bên cạnh đó nữa thì cái tour thứ hai thì em vẫn cho xịt cách nhau 7 ngày thì em cũng vẫn đi bắt lo luôn. Nhưng mà cái này thì em cũng nói luôn, tại vì em chỉ nói cái quy trình vậy thôi, còn cái vấn đề mà đi bắt lo bao nhiêu hoặc là xịt bao nhiêu 10-60-10 thì cái này là tùy theo cái cây và tùy cái biên độ của cái đất. Thì cho nên là phân phối làm sao em cân đông đo đếm làm sao cho nó cây nó hợp hợp lý. Chứ thí dụ như mà bà con thấy em nó làm như vậy mà bà con làm theo mà không ra thì bà con nói là tụi em mà làm không hiệu quả thì cũng tội nghiệp tụi em. Nhưng mà ở đây là tụi em đã kết nối, đã cân đông đo đếm hết rồi, cho nên là có những cái là nếu bà con mình mà có thật sự mà muốn làm với tụi em á, thì bà con cứ mạnh dạn đăng ký vào cái kênh này hoặc là bà con cho mình cái bình luận vào cái kênh để tụi em nắm biết được là bà con mình cùng chia sẻ với nhau để cái kỹ thuật. Có nhiều bà con rất là giỏi thì đó là bà con mình tương tác với nhau để chúng ta làm cái mùa vụ cái sầu riêng này cho nó ok hết bà con ha. Dạ thì em cho xử lý 3 lần, 2 lần phun là tạo mầm và 1 lần nữa là em lên bắt lo, lên thẳng bắt lo luôn. Thì trong quá trình thế ngày hôm nay thì bà con sẽ lấy nè, đây bà con sẽ thấy nè, nó sẽ ra cái bông như thế này đó, bà con thấy nó ra bông rất là đẹp không đó. Em quay sát cho bà con mình xem cái cây cho trường dưới cái rồi được chưa đó, bà con thấy đó, bà con thấy không đó. Thì bây giờ nếu mà khi mà chúng ta xử lý được như thế này rồi thì nó rất là công phu với bà con ha. Và bên cạnh nếu mà được như vậy rồi thì chúng ta phải tiếp tục làm sao, chúng ta phải tiếp tục kéo mắc cua. Thì kéo mắc cua làm sao, nó có hai cái giải pháp để chúng ta kéo mắc cua đó. Tại vì khi mà cái sầu riêng mà nó ra bông như vậy thì bây giờ chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm nào nó phải đặc biệt là nó phải kéo mắc cua là hai, thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là khô bông đó và nó rụng bông. Thì cái cần nhất và cái cần lưu ý nhất là sợ nhất là cái vấn đề khô bông và rụng bông. Thì khô bông rụng bông nó có nhiều cái nguyên nhân, em sẽ chia sẻ thêm cho bà con mình. Nếu mắc cua ra như thế này nó có hai cách. Một là chúng ta đẩy cái nước vô bình thường giống như trạng thái ban đầu, bắt đầu khi cái cây nó quen dần với cái mực nước cũ rồi thì lúc đó chúng ta mới cho chú Sáu cho đi nước giùm con nghe chú Sáu. Thí dụ như ngày hôm nay là chú cho đi cho con là 5 phút, 5 phút nước, thì ngày sau thì 10 phút, ngày sau nữa là 15 phút. Chú chừng đừng có cho đi nhiều quá nó sẽ bị ngợp. Bởi vì cái cây mà trong cái quá trình mà nó từ sinh trưởng mà nó chuyển qua sinh sản đó, thì nó mất một cái lượng nước ở trong trong thân rất là nhiều. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta cho nó trở lại vị trí ban đầu thì chúng ta phải làm
từng bước để cho cây nó bắt cái nhịp kịp, nó đừng có sốc nha bà con, nó bị sốc nhiệt là cái cây nó rất là nguy hiểm với cái bông như thế này. Rồi khi mà chúng ta muốn làm được như vậy rồi thì chú làm cho con 3 ngày, cách nhau 3 ngày là 5 phút, 10 phút và 5 phút. Thì bắt đầu chú ra cửa hàng Ngọc Nông đó, chú là lấy cái thùng thuốc mà loại là dưỡng rễ. Và cộng bên đó là cộng vô cái chung quy lượng. Cái chung quy lượng là cái gói mít 5 kg thì chú cộng vô cho con, chú phối trộn lại, chú tưới vô cho con, tưới nhẹ thôi. Thí dụ cái thùng đó là chú tưới cho con là 2 lần hoặc 3 lần cũng được. Nếu đối với mà cái cây mà 70 cây như thế này thì chú tưới lần trước là chú tưới ít thôi, chú phớt ngang nhẹ một cái, bắt đầu chú xả nước. 2 ngày sau chú tưới nhẹ một cái, bắt đầu chú xả nước, chú tập cho cái cây nó ăn dần thì cái cây nó không bị sốc nha bà con ha. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chú ra ngoài cửa hàng, chú nói là lấy cái sản phẩm là kéo mắt cua hai chú Sáu ha. Kéo mắt cua này để làm gì? Kéo mắt cua để cho cái mắt cua này nó ra dài và cái cuốn nó dài và cái nụ này nó lớn, nó sáng, mắt cua nó sáng thì cái cây của mình nó phải đủ lực. Thì chúng ta đã làm ở dưới cho nó ăn rồi thì bây giờ trên chúng ta phun những cái sản phẩm mà để kéo cái mắt cua. Và bên cạnh cái mắt cua này thì chúng ta nhớ đến một cái vấn đề nữa là nó bị khô, nếu mà chúng ta làm không kéo thì nó những cái con mà nó tấn công như là con sâu, con gầy, bọ chỉ thì những con nấm nó sẽ tấn công đây, nó làm cho khô cái bông này và nó sẽ mang đi một cái là rụng bông. Thì chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm là kéo mắt cua và bên cạnh đó phải hỗ trợ thêm là cái vấn đề rụng bông và khô bông hay chú Sáu ha. Và khi mà chúng ta sử dụng được cái vấn đề rụng bông khô bông rồi, mắt cua nó ra hoàn thiện rồi thì bên cạnh đó chúng ta phải lưu ý đến một điều rất là quan trọng nữa, thì bên đó nó sẽ xuất hiện những cái con gầy, những cái con diệp sáp để nó đeo vào cái bông này nè chú, nó làm cho cái bông mà nó bị khô đi và nó bị đen đi. Thứ hai nữa là khi trời mưa, gặp trời mưa trong thời khắc này chúng ta phải rửa. Thì chúng ra chú mà nếu gặp trời mưa thì chú ra chú nói với cửa hàng hoặc là gặp tụi con thì sẽ nói là mình sẽ lấy những cái sản phẩm mình rửa bông. Thí dụ như ngoài cửa hàng á thì nó có cái này là Nanogon, thì cái đó chú về chú pha vô chú rửa cho con, rửa cái bông, hoặc là cái Gisigon chú rửa cái bông để cho cái bông này nó hạn chế đi cái nấm phẩn. Tại cái sầu riêng nghe bà con, sầu riêng nói chung vậy đó, nói vậy đó nghe chứ rất là khó làm. Chúng ta phải đi từng nhịp, phải chăm sóc nó như là một đứa con của mình vậy đó thì mới nó mới hoàn thiện được. Thế bà con ha. Thì đó, bây giờ em qua đây em quay giùm anh cái cảnh ở đây giùm anh cho bà con mình xem. Về cái này cua. Đó. Đây. Em coi nè, quay này đó. Tại bà con thấy nè ha. Khi mà bắt cua nó ra như thế này rồi thì nó sẽ có những cái này nè các bà con. Đây, những cái này bà con cứ để yên nó, đừng có cắt gì hết, cứ để yên cho em đi. Để khi mà nó định vị xong tất cả những cái mắt cua này nè, nó hoàn thiện, nó kéo xuống dài rồi, nó thành một cái bông rồi, thì lúc đó chúng ta phải tiếp tục cái giai đoạn là chúng ta tiễn bông. Chúng ta tiễn bông, mà tiễn mà cách nào thì để clip sau em sẽ nói thêm về cái vấn đề tiễn bông. Đây nó nè bà con thấy không, quá đẹp luôn, nó ra rất đẹp gì luôn nè. Đó thì cái này để cái quy trình mà tiễn bông thì sau này em sẽ quay một clip nữa để chia sẻ với bà con thêm về cái cách để chúng ta tiễn bông, tiễn cách nào mà để chúng ta cho cái bông nó hiệu quả và cái cây nó mang lại cái tính chất là ok nhất mà có thể. Đó thì bà con em chia sẻ bà con ha. Rồi thì bây giờ như vậy là chú Sáu ơi, hôm nay thì con quay gì thôi thì con chia sẻ với chú và con chia sẻ thêm về cái vấn đề này từ cái góc này lên nè chú. Thì chú làm ơn chú ra ngoài cửa hàng đi, tụi con đưa cho chú một cái loại thuốc mà chúng ta đã quét từ cái giai đoạn này nè. Đây nè, em quay vô đây coi diệp sáp nè, chỉ đây những cái nấm nè, những cái này nè ha, là con sẽ đưa cho chú về chú quét vô cái gốc cho con để từ dưới này lên khoảng bao nhiêu đây để cho nó hạn chế đi cái con sâu mọt nè, rồi những cái nấm nó tấn công vô, nó làm cho cái cây sầu riêng của mình nó bị là giảm đi cái lực mà để cho nó là mất đi cái dinh dưỡng ở trong cây, tại vì khi cây nó bị bệnh là nó sẽ bị sừng lên liền ha chú Sáu. Rồi em cũng xin chia sẻ với bà con thêm về một cái nữa là khi mà chúng ta làm được như vậy thì rất là nhiều công phu hả bà con ha, cho nên là từ khi chúng ta làm chúng ta phải cân đong đo đếm làm sao cho nó hợp lý, chứ để mà chúng ta làm không đúng cách rồi một cái rồi là cái cây tự nhiên nó cho ra bông như thế này mà nó không đạt thì rất là buồn, thì cũng là kinh phí cũng rất là cao ha bà con ha. Rồi chú Sáu ơi, bây giờ như thế này để em bước ra đây quay cây này mình luôn đi hay là mình kết đi luôn nha. Đây đẳng cái đó không sao đâu chú. Qua đã ha. Đã không? Đã. Theo như chú Sáu, chú thấy tụi con làm gì, chú thấy theo như chú là chú đánh giá sao sao? Được không chú?
Ok. Ok. Đó, đây là cái này người thật việc thật các bà con ha. Thì đây là thật sự luôn, tụi em làm được như vậy là Xịt mình cũng rất là mừng. xịt ba cái thuốc qua bữa nay nó sáng Bữa sáng mà màu sáng mà cù hay chú. màu quá màu. Dạ. Thì cái này nãy con cũng chia sẻ đó, mấy cái này là chú nhớ giùm con là những cái con nấm ha, như bọ chỉ rồi ha, như diệp sáp là chú phải phải canh chừng nó, là phải tâm nó dẻo thay đổi Có thường xuyên giùm con. xịt có pha thuốc đó Vậy đó ha, cộng vô những cái này nè chú, nó sợ nó bị rụng cái bông á, dưới này nó bị khô bông. Thì cái vấn đề khô bông rất là nan giải với bà con mình, rất là đau đầu với tụi con luôn. Khi mà cái cây mà chúng ta sử dụng mà nó phân thuốc nó không có hợp lý đó ha chú, là nó sẽ bị mang một cái là vấn đề là khô bông, và hai nữa là nó rụng bông, là tụi con khó kiểm soát lắm. Cho nên là khi mà chú theo tụi con rồi quy trình rồi, chú nhớ là cái gì thì chú báo với con cái, rằng con biết biết, biết đường ha chú sao. Cái nhiều khi mà chú làm theo ý chú ấy, tụi con không biết đường chú con sửa đâu. À, để thôi giờ như thế này nè, để con kết thúc cái video này thì con cũng xin thay mặt cho cửa hàng Bạc Tây Nông Nghiệp Ngọc Nông Thuốc Lúc Cần Thơ gửi chú cái lời chúc sức khỏe ha. Cảm Và ơn. con cũng rất cảm ơn chú trong cái thời gian qua chú ủng hộ đại lý ha. Và nếu mà chú thấy mà tụi con làm được vậy nè, chú giới thiệu rộng rãi cho giùm con để cho bà con mình được hưởng cái mùa 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 xuân này, đó là 2023 2024 này là tốt đẹp luôn ha, ngon lành nồi canh luôn ha ha chú ha. Dạ, thì để kết thúc video này thì em cũng xin thay mặt cho cửa hàng và doanh nghiệp Nông Thuốc Cần Thơ gửi đến quý tụi con mình là chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Và bà con mình thấy có cái video này có hay thì bà con mình cho em một lời bình luận chân thành và một cái lượt chia sẻ để bà con mình, anh em mình cùng phát triển nhau, để cái ngành của sầu riêng của chúng ta càng ngày càng phát triển nha bà con ha. Và em cũng xin thay mặt cho cửa hàng và chào quý vị bà con mình, và hẹn gặp lại cái video sau. Và em sẽ hứa hẹn với bà con mình khi mà cái bông này nó sẽ ra thêm một đợt bông này, cho nó ra hết mắt cua rồi, em sẽ quay trở lại cái quy trình để chia sẻ với bà con mình cái cách để chúng ta làm sao để chúng ta sử dụng là cái tiễn cái bông ha bà ha chú sao ha. Dạ rồi, và một lần nữa em cảm ơn quý bà con, và thành công của bạn là sứ mệnh của tôi, và xin chào và hẹn gặp lại bà con.